Và xin chào cả nhà nhé, xin mời cả nhà quay trở lại với kênh Thuyết Xe Đạp Bài Nhật. Video hôm nay tiếp tục lên sóng cho cả nhà hai chiếc xe trục lắp của Maruti rất chi là chất, một thương hiệu hàng nội địa Nhật, một chiếc xe là hàng nội địa Nhật rất chất, một chiếc có màu xanh tím rất đẹp và một chiếc có màu đen, đều của Maruti cả nhà các bác. Trục lắp dáng cào cào nhá, rất thích hợp cho dòng xe của người đi nội trợ cũng như là đi thể thao nội trợ rất đẹp luôn. Các bác đang xem video cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nếu ai chưa đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn các bác. Và sau đây em sẽ đi báo giá cũng như giới thiệu chi tiết về cấu hình của hai chiếc trục lắp này, mời các bác xem nhé. Chiếc đầu tiên này có mã là E60 nha các bác, có mã là E60 nhé. E60 màu xanh tím rất đẹp, dạng là màu xanh cửu long các bác, xanh tím, xanh cửu long Maruti. Chiếc thứ hai có mã là E48 nhé, mã số của nó là E48 này, màu đen nhá. Hai con này đều sử dụng là thép cổ giác co rất chi là chất luôn, khung sườn của nó là màu đen này, con E48 khung sườn màu đen, càng lắp màu ghi trắng nhá, càng lắp và càng bên đều là màu ghi trắng luôn. Con này là đùm 3 số. Lốc máy của nó là lốc tròn. Xin theo xe luôn. Mời các bác xem chi tiết cấu hình của hai chiếc xe này. Đầu tiên là chiếc E60. Màu xanh tím than rất đẹp. E60 này. Gắp ba ga phía sau là trang bị gắp ba ga gọng inox, đũa của nó là đũa inox nhá. Đuôi dè này sử dụng máy phát điện cho nên là đuôi dè là có một chiếc đèn này, đèn cảm biến ánh sáng cũng như là đèn phản quang luôn, rất chất. Dè của nó là dè mạ inox nha các bác, dè mạ inox, đũa dè cũng mạ inox nhá. Con này là lốp zin rồi, lốp zin, cỡ bánh lốp là 26 x 1 3/8, vành của nó là vành inox, nan hoa là nan hoa inox chân đồng luôn, nan hoa inox chân đồng luôn. Lốc ổ của lắp của nó đây các bác này, zin theo xe này. Đấy, còn tem chữ này. Đất chất, mayer sau của nó là mayer nhôm trắng nhá, mayer nhôm trắng nhá. Con xe này có trang bị chắn bánh bảo vệ an toàn cho trẻ em. Khi ngồi bảo vệ an toàn cho người ngồi sau. Rất chi là chất luôn. Khóa là khóa của Bridgestone, lát sang bên mạng sườn trái em test khóa cho các bác xem. Càng lắp con này là càng lắp inox nhá, càng lắp inox, càng lắp inox của Make in Japan rồi đấy, của Japan luôn, rất chất. Lốc máy con này lốc tròn rồi, lốc tròn zin theo xe rồi. Đùi của nó là đùi nhôm nhá, đùi của nó là đùi nhôm các bác. Đây, đùi trái đùi phải đều là đùi nhôm zin theo xe luôn. Pedal con này là pedal nhựa thay mới rồi, phản quang hai mặt màu vàng nhá, pedal đôi pedal thay mới rồi các bác. Maruti này, tem chữ Maruti đây các bác, màu xanh này, sơn màu xanh này, màu xanh tím than rất đẹp này. Khóa hồng đây, khóa hồng tháo lắp chỉnh sửa nâng hạ cọc yên cũng như tháo lắp luôn gắp ba ga nha các bác. Cọc yên của nó là nhôm trắng này, gọng yên là nhôm sơn tĩnh điện màu đen, yên là yên dạ, yên rất chi là đẹp luôn, yên này là yên yên thay mới rồi nhá, tuy nhiên yên của bên Nhật luôn, yên bên em đặt hàng bên Nhật luôn, yên rất chi là chất luôn, mềm, có đệm cao su nò, ngồi rất êm luôn. Đây, các cái đấu nối giắc cò này các bác này, mối hàn kín phía trong nhá. Thép cổ giắc cò này thì nó cũng đắp ngang như nhôm thôi các bác, để giá thành nhá. Đây, các cái tem chữ Nhật Maruti, bản là BVTEC, BVTEC, bản xe BVTEC nhá, tem màu vàng đây các bác này, tem bên Nhật, tem quan trọng đấy. Các cái tem số khác đều có dán tem bên Nhật hết. Con này thì tay nắm của nó là tay nắm cao su chống trượt này, màu đen này. Đấy. Con này là bộ tay phanh, là tay phanh con này là tay phanh ấy rồi các bác, tay phanh nhựa rồi. Gọng thì gọng nhôm nhưng tay của nó tay nhựa nhá. Gọng để chống của nó là nhôm này, tay nhựa. Dạng dáng cào cào nên nó thiết kế ghi đông cô tăng này các bác này. Dáng cào cào đó, ghi đông cô tăng zin nhôm trắng luôn, nhôm trắng luôn,
cổ tàng ghi đồng gìn nhá. Chuông là chuông Nhật rất kêu. Giỏ hàng này, giỏ hàng phía trước đây. À, giỏ hàng nhựa màu trắng nhá. Trang bị giỏ hàng nhựa màu trắng, giỏ hàng này bên em lắp mới. Đang còn rất mới luôn. Càng của nó đây các bác này, mối giác cò khía hòa vằn rất đẹp này. Sơn màu xanh tím này, rất đẹp. Mày ở trước là mày ở phát điện. Mày ở phát điện của Mitsuba các bác ạ. Còn này là mày ở dùng mày ở phát điện của Mitsuba rồi. Đèn led này. Đèn led một bóng này. Đi ban đêm rất sáng luôn. Các bác mua xe em sẽ test đầy đủ tính năng về đèn. Em quay thì một mình em là con này dạng chân trống này, chân trống đơn ở bên mạn sườn trái. Cho nên để test đèn là phải có một người nâng lên để test nhá. Các bác mua kết bạn em cam kết là đèn sáng ok nhá. Test đầy đủ lốp là lốp zin của Bridgestone các bạn. Lốp zin của Bridgestone nhá. Lốp Nhật luôn. Thông số lốp trước như lốp sau thôi, 26 x 13/8. Vành là vành inox. Nan hoa là nan hoa inox chân đồng rồi. Đấy, zin theo xe. Phanh trước là sử dụng gọng C hai mảnh nhôm nhá. Gọng C hai mảnh nhôm trắng. Hệ thống dây phanh là màu đen. Nó đều đi nổi hết nhá. Một chiếc trục lắp khung kép song song. Hàng nội trợ thể thao rất chi là chất luôn. Logo Maruti chữ M ở đây các bác này. Mặt trước có khung nhá. Bác xem bên mạng sườn trái này, cấu hình là già trước nhưng già sau thôi, già mạ inox nhá. Đũa già là đũa nhôm, mạ sơn màu ghi. Trục của nó đây. Này trục cũng chạy bi bạc đạm này. Trục giữa chạy bi bạc đạm, pedal nhựa này. Thay mới này, phản quang hai mặt màu vàng. Đùi trái cũng đùi nhôm này. Chân trống là chân trống thép sơn màu đen nhá các bác. Thép chống gỉ sơn màu đen nhá. Xe sử dụng phanh sau là phanh ổ nhá. Phanh sau là phanh ổ nhá. Bây giờ em test khóa cho các bác xem này. Khóa rất nhạy nên em vẫn cầm máy và quay test được cho các bác. Đó, rất nhạy luôn. Khóa zin của Bridgestone nha các bác. Khóa zin của Bridgestone. Bằng một chiếc trục lắp. Một chiếc trục lắp không số rất chi là chất. Màu xanh tím. Rất đẹp với càng lắp là inox. Siêu đẹp, siêu bền luôn. Và giá chiếc xe này là 7.500.000 đồng nha các bác. Hồi đầu video em chưa báo, bây giờ em báo là 7.500.000 đồng nhé các bác. 7.500.000 đồng bao ship tận nhà luôn. Chiếc đầu tiên là chiếc E60 đấy. Chiếc thứ hai cũng là chiếc lắp của Maruti màu đen. Cũng 7.500.000 đồng nha các bác. Dòng trục lắp bên em là nếu là thép cổ là 7.500.000 đồng. Nếu nhôm thì nó đắt hơn các bác. Nhôm thì đắt hơn khoảng 1 triệu được thôi. Khoảng 1 triệu đến 1 triệu rưỡi tùy phân khúc và cấu hình của xe như độ chất mới của xe. E48 nha các bác. E48 7.500.000 đồng bao ship tận nhà. Gác ba ga phía sau này, đũa to, đũa inox zin theo xe rồi. Khóa hồng là tháo lắp cọc in cũng zin theo xe này. Cọc in gọng in là zin theo xe nhá. Dạng in béo có hai xo giảm sóc nhá. Zin theo xe. Rè của nó là rè nhôm các bác, rè nhôm sơn màu ghi. Đuôi rè có một miếng phản quang màu đỏ này. Đũa rè là đũa mạ inox này. Đũa rè là đũa mạ inox. Đũa nhôm trắng nhé bác ạ. Đũa rè là đũa nhôm trắng, không phải inox nhá. Lốp là lốp của zin theo xe, lốp đẹp mới của Parasol. Vành của nó là vành inox. Nan hoa là nan hoa inox chân đồng này. Nan hoa inox chân đồng cùi đề của Shimano luôn. Quy đề của Shimano luôn nhá. Mayer đùm 3 số của nó là của Shimano luôn các bác. Của Shimano luôn. Đấy, càng lắp là càng nhôm. Càng lắp của nó là càng nhôm. Sơn màu ghi trắng. Con này là đùi thép các bác. Đùi là đùi nhôm nhé. Xin lỗi, đùi nhôm sơn màu đen nhá. Về đàn lắp mới rồi. Phản quang hai mặt màu vàng. Lốc máy con này là lốc tròn. Lốc tròn. Màu sơn của nó là màu ghi trắng luôn. Các mối nối giác cò này các bác này, sơn màu đen nhá. Maruti. Tem kiểm định BAA đây các bác này. Đó, số này. B 116357 57
0868 116 3578. Bản hốt nêu ở như gióng chéo thứ hai, xe dạng hai gióng chéo song song, dáng cào cào, lắp Maruti rất chất. E48 nhá. Logo là logo của Maruti này, chữ Maruti chữ M này. Vô tăng ghi đông là của nó là nhôm trắng nha các bác. Chung nhật màu đen zin theo xe. Xe sử dụng bộ vặn xả đùm 3 số. Đây, bộ vặn xả đùm 3 số rất nhạy luôn. Dọ hàng phía trước là dọ nhựa nha các bác, dọ nhựa màu đen theo màu của khung sườn xe luôn. Đấy, cấu hình phía trước như sau. Rè nó là rè nhôm, nhôm sơn màu ghi. Đũa rè là đũa nhôm sơn màu ghi luôn. Lốp là lốp của âm nhật rồi. Lốp của Panaracer IRC đây các bác này. Máy in Japan rồi. Lốp của máy in Japan nhá. Đang còn rất đẹp, rất mới luôn. Vành của nó là vành inox. Nan hoa là nan hoa inox chân đồng. Mayer phát điện phía trước là Mayer của Mitsubishi luôn. Giống như chiếc xe đầu tiên Mitsubishi nhá. Đèn led đây. Con này sử dụng đèn led hai bóng các bác. Một đèn hai bóng và một đèn phản quang. Mitsubishi. Rất chất. Bảnh inox sáng trong, sáng choang luôn các bác. Lau cái là sáng rồi. Con này là tay phanh trái phải là đều sử dụng tay nhôm cả nhá. Tay nhôm. Dây phanh màu đen. Tay nắm chống trượt. Lên theo xe. Phanh trước của nó là phanh gọng C hai mảnh nhôm rồi. Gọng C hai mảnh nhôm zin theo xe nhé. Bác xem mặt sườn trái của xe này. Đó. Con này là con này trục của nó là chạy chạy bicon các bác. Khóa của nó đây các bác này, khóa zin theo xe. Mất tem chữ rồi. Bị mất tem chữ rồi. Em test khóa luôn rồi các bác này. Khóa rất nhạy, rất chi là nhạy luôn. Đó, khóa zin theo xe, chân trống cũng zin theo xe luôn. Chân trống là sơn màu trắng nhá, rất nhạy, chân trống rất nhạy, zin theo xe. Càng sau nó đây cũng sơn màu ghi trắng, rất đẹp. Phanh sau con này là phanh ổ bi của Shimano các bác, phanh ổ bi của Shimano rồi. Đũa trống dạng đũa inox dày nhá, rất chất, đùm 3 số của Shimano, lắp nhôm trắng rất chi là chất luôn. Hai chiếc Maruti, hai chiếc trục lắp dáng cào cào rất chi đẹp, rất chi là đẹp luôn. Đồng giá là 7.500.000 đồng nha các bác, bao ship tận nhà luôn. Các bác cứ nhắn vào Zalo của em sẽ gửi hình ảnh cho các bác, đồng thời sẽ tư vấn thêm. Các bác chưa biết chỗ nào về hai chiếc xe này, em sẽ giới thiệu thêm cho các bác để các bác mua hàng được yên tâm hơn. Và kho hàng của bên em là ở như thị trấn Triệu Sơn, Thanh Hóa nhá. Rất nhiều xe đây các bác ạ. Đây là em chỉ giới thiệu hai chiếc xe điển hình ra sàn quay này cho các bác thôi. Chứ còn ngoài ra đang còn rất nhiều xe. Cứ mỗi hôm em lên 2 xe trên một video, hoặc là 3 xe trên một video. Hôm 5, 7 xe, 10 xe đều có nhá. Vì hôm nào mà nó thuận lợi về thời gian, thời tiết thì em sẽ quay nhiều hơn cho các bác. Các bác xem như nó nhiều mẫu mã đa dạng. Ngoài này, dạng nội trợ, ra nội trợ thì có cả dòng trợ lực này các bác, dòng trợ lực và dạng mini bình thường. Đấy, mini 6 tầng lip, 5 tầng lip đều có, 3 số đùm, như là 8 số đùm, 5 số đùm. Ngoài ra xe thể thao thì có full đồ, có MTB full đồ, có touring full đồ, có road bike, trang bị gác ba ga cũng có, dạng road bike cổ, trang bị gác ba ga cũng như touring. Có rất nhiều chiếc xe rốt bài như con Kona này các bác, con xe Mỹ rất chi là chất, đây bản Lisa, còn khung nhôm cản carbon đó, rất chất luôn. Cô tàng của Philip các bác, cô tàng ghi đồng của Philip rất chi là chất. Giá này các bác 17 triệu nhé, bao ship tận nhà. Cấu hình của 105 này, cái cấu hình của phanh của Techo là chuyển động group là 105, cấu hình rất cao, càng carbon nhá. Xe là còn rất chất, phanh của Shimano. Đó, em chỉ giới thiệu sơ qua cho các bác xem thôi.
Ngoài ra là còn nhiều con khác nữa. Về sổ lai rồi là đàn ông đều gian, gian tay cong này các bác này, gian tay cong này. Con này nửa nhôm nửa carbon, một nửa nhôm nửa carbon về khung cảm nữa các bác. Cấu hình cũng rất cao đấy, 105, cấu hình 105, rất chất, trục rỗng bi bạc đạn, chạy rất chi là chất luôn. Vâng, các bác xem video đến đây em xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.